The Danish Girl, cô gái Đan Mạch, dựa trên câu chuyện có thật của cô gái đầu tiên thực hiện việc phẫu thuật giới tính. Phim đã cho chúng ta một cái thông điệp rõ ràng: hãy can đảm để là chính mình, dũng cảm vượt qua định kiến, bất chấp nguy hiểm, cho dù những gì diễn ra chị đã phải trả một cái giá quá đắt. Và đối với người vợ thì thực sự đó là hiện thân một tình yêu vô bờ bến. Chúng ta yêu thương để chấp nhận cái sự khác biệt. Tình yêu của Gera dành cho Lily không chỉ là một người vợ đối với một người chồng, nó còn là một người chị, một người mẹ, một tình cảm bản năng của người phụ nữ. Phim đã đặt ra câu hỏi cho chúng khán giả: chúng ta sẽ làm gì khi người chúng ta yêu thay đổi? I believe that I'm a woman inside, and I believe it too. Hai diễn viên chính đã thể hiện thành công vai diễn của mình. Eddie Redmayne cho chúng ta thấy một cái tâm hồn của một cô gái, cái gì đó nó e thẹn, khép kín. Còn Alicia Vikander đã thêm một nội tâm giằng xé của người vợ khi cô chồng đã tìm thấy thế giới tính thật của mình. Đây cũng không chỉ là một câu chuyện một tình yêu đặc biệt của hai con người, mà nó là một câu chuyện để làm thế nào để chúng ta yêu chính bản thân mình. Phim là sự kết nối tâm hồn của hai họa sĩ, hai người nghệ sĩ, nhưng còn đó một người họa sĩ thứ ba, đó chính là cái đạo diễn. Từng cung hình cũng chính là những bức tranh thành phố Copenhagen của Đan Mạch hiện lên thật cổ kính, Lily thật quyến rũ, Kiều Sa, còn Genda nghị lực và đầy dũng cảm. Tự những nhân vật đã vẽ lên những khung hình cho chính mình. Nhưng cô gái Đan Mạch dựa trên một câu chuyện có thật, những gì diễn ra thực sự không quá bất ngờ. Những vấn đề phim nêu ra hiện nay đã không còn mới mẻ. Đây chỉ là một hành trình đi tìm lại chính mình, cùng con người đi vào lịch sử, với một nhịp độ chậm và tương đối bị kéo dài. Nó đã khiến cho The Danish Girl chỉ dừng lại một bộ phim hay mà chúng ta chỉ nên xem có một lần.